Tuần này, trên sân khấu khoảnh khắc rực rỡ sẽ là sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Trai, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỷ niệm khó quên trên con đường nghệ thuật của mình. Đối với em tới tận bây giờ là em vẫn rất là tự hào về những gì mà vai diễn Quý Ròm đã mang lại cho em. Khi mà ai đó muốn hỏi tuổi thơ của bạn là gì, tuổi thơ của mình là đây, thanh xuân như thế nào là đây. Đối với mình đây là những điều đẹp nhất. Tâm đi, nếu mà lỡ có gặp ma thì mày niệm câu thần chú Án Mani Bát Mê Hồng. Nghe xong câu thần chú này, bọn ma quỷ sao không dám lại gần. Mà đó em là... nhớ cái tập này, em nhớ cái khúc này luôn. Tại anh Hang biết sao không? Tại khúc này á, là em bị đứt dép, và kiếm cái đôi dép đó nó không ra. Dạ, cho nên á, là chú Minh Trung á, là sáng sớm là 5 giờ sáng là phải chạy đi khắp ở Sài Gòn để mua được đúng cái đôi dép đó cho em. Hãy cùng đón xem tập 39 chương trình Khoảnh Khắc Rực Rỡ được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.